Ngày 12 tháng 10, Công an quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Lã Thị Anh, hay còn gọi là Lã Kỳ Anh, sinh năm 1991, ngụ quận 7 để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Lã Thị Anh được biết đến là Hoa hậu Lã Kỳ Anh, bị tạm giữ vì đã có hành vi đánh tráo chiếc Rolex Daytona trị giá khoảng 90.000 đô la Mỹ, xấp xỉ 2 tỷ đồng của anh NMT, người tình mà anh quen qua mạng xã hội bằng chiếc đồng hồ giả trị giá 15 triệu, sau đó đem cầm lấy 1 tỷ đồng. Trước đó, khoảng tháng 8 năm 2021, anh NMT, sinh năm 1997, trú tại quận 3, kết bạn với Lã Thị Anh trên mạng xã hội Facebook. Sau thời gian trò chuyện, cả hai có tình cảm và hẹn gặp mặt nhau bên ngoài. Sau buổi gặp mặt, anh T mời anh đến nhà mình chơi. Đến nhà T, anh ở lại 2 đêm và được T giới thiệu bộ sưu tập đồng hồ xịn của mình, trong đó có chiếc Rolex Daytona trị giá khoảng 90.000 đô la Mỹ. Lần thứ 3 đến nhà T chơi, giữa anh và T nảy sinh mâu thuẫn, cả hai quyết định chấm dứt mối quan hệ. Cũng trong lần gặp mặt này, anh ủ mưu trộm chiếc Rolex Daytona nên đã lén chụp hình lại. Anh gửi tấm hình chiếc Rolex Daytona trên cho Tô Văn Toàn, sinh năm 1990, ngụ Phú Nhuận, nhờ mua dùm một chiếc hàng nhái. Toàn tìm kiếm và mua được một chiếc Rolex Daytona nhái giá 14,7 triệu đồng giao cho anh. Ngày 11 tháng 9, anh T có ý định làm hòa với anh nên chủ động gọi điện xin lỗi và kêu anh qua nhà chơi. Thấy thờ cây đến nên anh đồng ý và đến ở lại nhà T. Khoảng 1 giờ sáng khi T ngủ say, anh thức dậy và tráo chiếc đồng hồ rồi lên giường ngủ cùng T. Đến sáng, anh giả bộ kiếm chuyện cự cãi, sau đó bỏ đi cùng với chiếc đồng hồ Rolex Daytona thật. Ngày 13 tháng 9, anh cầm chiếc đồng hồ này cho Toàn với giá là 1 tỷ đồng, sau đó cắt ra 30 triệu gửi chi phí giúp đỡ cho Toàn. Có tiền, anh chuyển khoản cho một người bạn trả nợ vì từng mượn tiền người này để đầu tư tiền ảo. Đến ngày 15 tháng 9, anh T phát hiện mất chiếc đồng hồ nên báo cho công an. Quá trình điều tra, công an xác định anh là nghi phạm gây án nên bắt giữ. Từ lời khai, công an thu hồi lại chiếc đồng hồ. Với số tiền chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên, luật sư cho biết Lã Thị Anh sẽ phải đối mặt với khung hình phạt tù từ 12 cho đến 20 năm theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015 về tội trộm cắp tài sản. Theo luật sư, kết quả xác minh cho thấy, nữ nghi phạm này đã cầm cố chiếc đồng hồ để lấy tiền hàng tỷ đồng và thu giữ được chiếc đồng hồ nên căn cứ để buộc tội là rất rõ ràng. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ đối tượng đã mua giúp nữ nghi phạm này chiếc đồng hồ để xác định có vai trò đồng phạm hay không. Trong trường hợp có căn cứ cho thấy đối tượng này biết mục đích của nữ nghi phạm là để đánh tráo chiếc đồng hồ đắt tiền này nhằm chiếm đoạt, người mua giúp nữ nghi phạm chiếc đồng hồ này cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trộm cắp tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ việc cầm cố chiếc đồng hồ này được thực hiện như thế nào, người cầm cố chiếc đồng hồ này có biết là tài sản do phạm tội mà có hay không. Nếu biết tài sản do người khác phạm tội mà có, vẫn như là chứa chấp tiêu thụ, người chứa chấp tiêu thụ cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ Luật Hình sự. Cơ quan điều tra cũng sẽ tiến hành định giá chiếc đồng hồ Rolex này để xác định giá trị tài sản mà đối tượng trộm cắp là bao nhiêu tiền, làm cơ sở xác định tội danh và mức hình phạt. Với giá trị chiếc đồng hồ cả tỷ đồng như vậy thì hình phạt thấp nhất là 12 năm tù, cao nhất là 20 năm tù. Đây là bài học cho những đối tượng tham lam, lười lao động vì sự nhẹ dạ cả tin hớ hênh của người khác để chiếm đoạt tài sản, luật sư Cường nêu. Vaccine ARCT-154 do Vingroup mua công nghệ của Mỹ để thử nghiệm sản xuất tại Việt Nam, đến nay đã đi vào thử nghiệm giai đoạn 3B với hơn 20.000 tình nguyện viên. Theo kế hoạch, một nửa số tình nguyện viên tham gia thử nghiệm giai đoạn 3B sẽ được tiêm 2 mũi vaccine, mỗi liều cách nhau 28 ngày, nửa còn lại sẽ dùng giả dược. Giai đoạn 2 và giai đoạn 3A của thử nghiệm hiện vẫn đang diễn ra với lần lượt trên hơn 300 người và 600 người. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Arcturus, ông Joseph Penny chia sẻ, Arcturus rất hài lòng với tiến độ thử nghiệm hiện tại. Việc bắt đầu giai đoạn 3B giúp vaccine tiến gần hơn đến mục tiêu nộp đơn xin cấp phép khẩn cấp theo kế hoạch dự kiến vào tháng 12 tới đây. Trước đó vào hồi đầu tháng 8, Vingroup chính thức ký kết với công ty cổ phần công nghệ sinh học Arcturus Therapeutics của Mỹ, nhận chuyển giao độc quyền công nghệ sản xuất vaccine phòng COVID-19. Theo thỏa thuận, Arcturus cấp phép độc quyền và công ty cổ phần công nghệ sinh học VinBioCare, công ty thành viên của Vingroup, sẽ tiến hành sản xuất vaccine phòng COVID-19 có tên là VBC-COVID-19-154 dựa trên sáng chế vaccine ARCT-154 của Arcturus. Vaccine này có khả năng chống lại các biến chủng mới nguy hiểm như Delta của Ấn Độ, Alpha của Anh, Beta Nam Phi, Gamma Brazil.
với năng lực sản xuất lên tới 200 triệu liều mỗi năm, dự kiến Vingroup sẽ xuất xưởng những lô vaccine đầu tiên vào đầu năm 2022. Vừa qua chia sẻ với báo chí, tiến sĩ Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế thông tin, vaccine ARCT-154 theo công nghệ mRNA được phát triển trên cơ sở vaccine ARCT-021, đã có các kết quả nghiên cứu giai đoạn 1, 2 và 3 ở Mỹ và Singapore. Do vậy, Hội đồng Đạo đức đã cho phép để đảm bảo tiến độ và thời gian nhằm phục vụ cho công cuộc phòng chống dịch ở Việt Nam, nghiên cứu này được triển khai gối đầu giai đoạn 2 và 3A. Bất ngờ nổi tiếng sau một đoạn clip ghi lại cảnh cầm xấp tiền 200.000 đồng phát cho từng người thuê trọ. Chú Tư cho biết những ngày qua, cuộc sống của chú đã có thêm nhiều niềm vui khi lan tỏa những điều tích cực đến mọi người. Gặp chú chủ trọ cầm xấp tiền 200.000 tặng từng người thuê ở Sài Gòn. Bà con khổ quá rồi, mình có thì mình giúp thôi. Đó là lời chia sẻ của những người dân. Không chỉ giảm tiền, miễn trọ suốt 4 tháng, chú Tư, tên thường gọi, thường đi xin rau củ, gạo mì về để tặng cho bà con trong hẻm. 5 ngày trước, chú Tư bất ngờ gọi mọi người ra đầu ngõ rồi cầm cọc tiền 200.000 đồng phát cho bà con nghèo. Việc làm của chú Tư được người dân trong hẻm đăng tải lên mạng xã hội khiến ai nấy đều trầm trồ, để lại nhiều bình luận hóm hỉnh, ghen tị, chủ trọ nhà người ta. Vào chiều ngày 12 tháng 10, chúng tôi đã tìm đến dãy nhà trọ của chú Tư. Từ đầu con hẻm, bà con đã rôm rả bàn nhau chuyện ông Tư già bất ngờ nổi tiếng. Cả con hẻm cũng được thơm lây vì có chú Tư tốt bụng, hào sảng giữa mùa dịch bệnh. Ông Tư già ròm ròm nhà chỗ kia kìa, ổng tốt dữ lắm, mấy bữa trước còn đem tiền phát cho bà con khu trọ. Giờ em đi tới quán tạp hóa kia, hỏi người ta là biết hà. Một người phụ nữ đầu hẻm 147 nói vọng ra. Chúng tôi vừa dừng xe trước dãy phòng trọ, mấy cô chú ngồi ở quán tạp hóa đã nhanh nhẹn giới thiệu chủ trọ xịn nhất Sài Gòn. Chú Tư nổi tiếng quá hen, có người lại tìm đến thăm chú Tư ơi. Sáng giờ cũng có 2-3 người đến rồi, ổng ở trong nhà đó, tụi con vô đi. Tiếng của mấy người hàng xóm lanh lảnh từ trong nhà, người đàn ông lớn tuổi bước ra niềm nở. Gắn bó với Sài Gòn hơn 50 năm, chú Tư đã coi mảnh đất này như quê hương thứ hai của mình. Sau khi vợ mất, chú Tư dọn về sống ở tại dãy trọ 147 Lê Đình Cẩn để gần gũi bà con xóm làng. 15 phòng trọ được xây dựng kiên cố, được chú Tư cho bà con thuê với giá hạt rẻ, 1,3 triệu một phòng. Và đó trở thành nguồn thu nhập chính của chú ở cái tuổi xế chiều. Rồi dịch Covid-19 bùng phát, những người thuê trọ của chú Tư lần lượt mất việc, không có thu nhập, không đắn đo. Chú đã quyết định miễn luôn tiền trọ, khiến cho ai nấy đều xúc động. Tháng đầu tiên là tháng 7, chú bớt cho nửa tiền. 2 tháng sau, tháng 8, tháng 9 thì chú miễn phí luôn, không lấy đồng nào. Tháng này, tháng 10, bà con bắt đầu đi làm lại nhưng chưa có tiền đóng liền nên chú miễn tiếp, tháng sau rồi tính. Chứ bà con khổ quá, chú có thì cho thôi, chú Tư hổ hởi nói. Tận mắt chứng kiến cảnh khó khăn chật vật của những bà con ở trọ khi tiền làm hàng tháng chỉ đắp đổi qua ngày, nên chỉ cần san sẻ được điều gì thì chú Tư đều không ngần ngại ra sức hỗ trợ bà con. Từ đầu mùa dịch, ngoài việc miễn giảm 4 tháng tiền trọ, chú Tư còn hỗ trợ gạo, mì, rau củ cho bà con. Dù đã 78 tuổi, nhưng lúc nào chú Tư cũng thấy tràn đầy năng lượng khi được làm những việc yêu thích. Quá khứ của chú quá nghèo khổ đi, nên từ cái nghèo khổ ấy mà chú đồng cảm với mọi người. Mình có tiền giúp tiền, mình có sức giúp sức. Chú ở đây có một mình hà, con cái ở xung quanh thì lui tới, tụi nó cũng khích lệ chú làm. Đó cũng là niềm vui trong cuộc sống, chú Tư chia sẻ. 15 phòng trọ của chú không ai về quê luôn vì chú Tư lo hết. Đó là những chia sẻ của người ở tại phòng trọ. Sau khi Sài Gòn nới lỏng giãn cách, những người trong khu trọ của chú Tư bắt đầu quay trở lại làm việc. Để động viên bà con tiếp tục cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn vì thất nghiệp, chú Tư đã vét hết tiền trong túi rồi kêu con gái phụ thêm để tặng bà con trong dãy trọ và những khu vực lân cận. Hôm đó ngày 8 tháng 10, chú cầm cọc tiền gọi mọi người ra phát. Bà con bất ngờ dữ lắm. Chú không chỉ phát cho phòng trọ của chú mà phát nguyên một con hẻm này luôn. Ai thuê trọ đều có vì ai cũng khổ cả. Phát một xíu là hết sạch 16 triệu. Chú nghĩ không có gì vui sướng bằng việc thiện. Nó giống như liều thuốc bổ vào người chú vậy. Chú không có nhiều tiền thì làm từ thiện theo khả năng của mình. Vậy mà vui, chú Tư cười nói. Dẫn chúng tôi đi xem dãy trọ 15 phòng, chú Tư giới thiệu bà con thuê trọ hầu hết là công nhân, người làm thuê, lao động tự do nên cuộc sống rất nhiều khó khăn. 4 tháng trời Sài Gòn giãn cách, tất cả đều thất nghiệp nên chú Tư ra sức hỗ trợ mọi người. Chú xem những người thuê trọ là người thân của mình, ai cần gì nếu đủ khả năng chú đều chia sẻ.
Vậy nên có người đã ở lại dãy trọ của chú Tư đến 6-7 năm. Anh Vũ quê ở Đồng Tháp đã gắn bó với chú Tư được 6 năm. Cả hai vợ chồng lên Sài Gòn để làm công nhân. Dù đã đi thuê trọ ở rất nhiều nơi, nhưng theo anh Vũ, chưa có chủ trọ nào tốt như chú Tư cả. Chú Tư giống như bậc cha chú của anh vậy, ở đây ai cũng quý chú cả. Phòng trọ thì rẻ mà có cái gì chú cũng giúp đỡ. Mấy tháng qua, nếu không có sự hỗ trợ của chú Tư, chắc ở đây bà con không sống nổi. 15 phòng trọ của chú không ai về quê luôn vì chú Tư lo hết. Anh Vũ vui vẻ nói. Cách phòng trọ của anh Vũ 2 căn, chị Huyền quê ở Kiên Giang cùng đứa con gái nhỏ xúc động khi mấy năm trời ở trọ, chú Tư đều hết lòng giúp đỡ. Mấy ngày trước chú Tư kêu em ra nhận tiền, em vui lắm. Chú đã không thu tiền nhà mà còn cho thêm mọi người nữa. Đồ ăn đồ uống cứ có là chú Tư kêu mọi người ra lấy. Chú Tư tốt quá trời luôn, chị Huyền hồ hởi nói. Trong khi đó anh Tú dù không ở dãy trọ của chú Tư nhưng vẫn được nhận tiền hỗ trợ. Anh cho biết bà con trong hẻm 147 ai cũng xem chú Tư là ông bụt khi hết lòng giúp đỡ mọi người, nhất là trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Ngồi cạnh chú Tư, anh Vũ Tuấn Khang, hàng xóm cho biết chú Tư là người sống tình cảm. Đợt dịch vừa rồi, anh cùng chú Tư đã kêu gọi hỗ trợ gạo, mì, rau củ cho bà con. Dù chú Tư đã lớn tuổi, nhưng hễ có việc gì giúp được mọi người là chú luôn hết mình. Đợt dịch vừa rồi, mẹ anh cũng mất. Thấy bà con khổ, thiếu ăn, anh với chú Tư chỉ muốn giúp đỡ để mọi người vượt qua giai đoạn khó khăn. Anh mong dịch bệnh sẽ qua, bà con sẽ có cuộc sống ổn định trở lại, đừng có mất mát, đau thương gì nữa. Anh Khanh xúc động. Có lẽ đối với anh Khanh, chú Tư, việc được giúp đỡ, hỗ trợ mọi người đã trở thành niềm vui trong cuộc sống. Năm nay chú Tư đã 78 tuổi, ở cái tuổi mà chú gọi là chẳng còn ham muốn, danh vọng gì nữa. Nên động lực của chú mỗi ngày là nhìn thấy những bà con xóm giềng được đủ cơm ăn, áo mặc. Ai có tiền giúp tiền, ai có công giúp công, mọi người cùng hỗ trợ lẫn nhau để vượt qua đại dịch. Ở Sài Gòn, những điều nho nhỏ tốt đẹp vẫn luôn luôn tồn tại trong các con đường ngõ hẻm. Vì Sài Gòn không thiếu tình yêu thương và sự bao dung. Những hình ảnh đầy ấm áp và yêu thương trong dãy trọ của chú Tư, tất cả đã xem nhau như một gia đình cùng hỗ trợ nhau để vượt qua đại dịch Covid-19. Tiếp tục bản tin, mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, khoảng 2 tuần nay, các tài khoản Facebook cá nhân của ông Đoàn Ngọc Hải rơi vào trạng thái đóng băng. Nhưng điều đó không ngăn cản ông hoạt động từ thiện. Có một điều thú vị là dù nhận xe cứu thương mới do vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương tặng đã vài tháng, chở nhiều bệnh nhân oxy, lương thực và cả quan tài đến cho người cần. Nhưng mãi đến ngày 12 tháng 10, ông mới có bệnh nhi đầu tiên xông đất xe. Chuyến đi từ thành phố Hồ Chí Minh về đến An Giang của ông Hải lần này chở theo một vị khách đặc biệt. Cô bé tên là NTNZ, 7 tuổi, lần đầu được về nhà sau nửa năm chịu đựng bao đau đớn dày vò. Bệnh viện Nhi đồng thành phố thông tin Dê bị tai nạn vào đêm 8 tháng 4 năm 2021. Nhà bé bị chập điện và cháy trong đêm. Bà ngoại và Dê bị bỏng nặng. Bà ngoại được đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy và đã qua đời sau đó. Còn Dê được bệnh viện Nhi đồng thành phố cấp cứu ngay trong đêm trong tình trạng thoi thóp. Nằm viện 6 tháng, được áp dụng triệt để các biện pháp điều trị bỏng chuyên sâu, làm lạnh, ghép da, chống loét, chống nhiễm trùng, cắt lọc. Những cơn đau kinh hoàng xé nát tâm can đã tạm rời xa thân thể em. Hiện các chỗ ghép da đang phục hồi khá tốt nhưng chậm hơn các bác sĩ dự đoán. Các bác sĩ quyết định sẽ cho bé về nhà khoảng 10 ngày với hy vọng không khí gia đình ấm cúng và không gian thoáng mát, tâm lý thoải mái cũng có thể giúp bé hồi phục nhanh hơn. Sau đó bé sẽ quay trở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi vấn đề tập vật lý trị liệu cho bé và tái khám các vết thương. 6 tháng đồng hành cùng con, bao quanh con ngoài thuốc giảm đau cực mạnh liều cao, thuốc kháng trùng, kháng sinh, những ca mổ ghép da là chuỗi ngày bầu bạn được nâng đỡ cùng các y bác sĩ, chuyên gia chăm sóc giảm nhẹ và đặc biệt là sự chạy chữa, kết nối vẹn toàn của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân từ khắp nơi và từ phòng công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng thành phố. Bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ chia sẻ, ông Đoàn Ngọc Hải cũng không giấu đi được cảm xúc với bệnh nhi xông đất xe mới của mình. Đây là cháu bé bệnh nhi con gia đình nghèo đầu tiên ngồi trên xe cứu thương của vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương tặng cho tôi. Ông Hải cũng thông tin thêm rằng bé Dê chưa được xuất viện mà chỉ về thăm nhà. Đến ngày 21 tháng 10 sắp tới, đích thân ông sẽ quay lại nhà để đón bé lên Sài Gòn tiếp tục chặng đường điều trị mới tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố. Nhìn thân hình bé xíu đang lên da non, đôi mắt sáng hồn nhiên của bé Dê kiên cường chiến đấu với tử thần, nhiều người đã bật khóc. Những lời cảm ơn Bệnh viện Nhi đồng thành phố và ông Đoàn Ngọc Hải cũng đã được để lại.
cùng với những lời chúc em bé sớm bình phục hoàn toàn. Sau khi mặc váy, Tâm đột nhập vào nhà vệ sinh một trường tiểu học ở Vĩnh Phúc rồi kề dao vào cổ khống chế, cướp chiếc nhẫn vàng của một nữ giáo viên. Trưa ngày 13 tháng 10, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Công an thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc đang tạm giữ một người đàn ông để làm rõ hành vi cướp tài sản. Trước đó, Công an thành phố Phúc Yên nhận được tin báo của chị NTC, giáo viên trường tiểu học Phúc Thắng, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, về việc khoảng 14 giờ chiều ngày 12 tháng 10, chị C bị một nam giới mặc váy, dùng dao kề vào cổ để khống chế, cướp đi một chiếc nhẫn vàng tại khu vực nhà vệ sinh trong khu nhà hiệu bộ của giáo viên. Tiếp nhận trình báo, Công an thành phố Phúc Yên đã huy động lực lượng tổ chức điều tra truy bắt nghi phạm. Đến khoảng 18 giờ chiều ngày 12 tháng 10, lực lượng chức năng đã bắt giữ Trần Văn Tâm, 41 tuổi, quê tại xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Tại cơ quan điều tra, Tâm khai nhận từng thi công điện nước tại các trường học trên địa bàn phường Phúc Thắng. Khoảng 12 giờ ngày 12 tháng 10, Tâm đi xe máy từ nhà riêng đến phường Phúc Thắng rồi đột nhập vào các trường học từng thi công để trộm cắp tài sản. Khi đến trường tiểu học Phúc Thắng, Tâm vào lán để xe của nhà trường và lấy một chiếc váy mặc vào người rồi ra khỏi trường. Sau đó, Tâm dựng xe máy ở phía sau trường tiểu học Phúc Thắng, mở cốp lấy một con dao, một dây vải và đeo khẩu trang rồi trèo tường vào trong trường. Tâm lên tầng 2, vào nhà vệ sinh để đợi thời cơ. Khi thấy chị C bước vào, Tâm dùng dao kề vào cổ chị này, sau đó lấy dây vải, khẩu trang nhét vào mồm, trói nạn nhân rồi cướp chiếc nhẫn vàng. Tâm định tẩu thoát theo lối cũ thì bị ngã nên trốn trong đống củi trong trường và bị công an bắt giữ. Thời gian qua, tại Lâm Đồng lan truyền một loại thuốc có tên gọi nguồn thánh thiên, có thể chữa được nhiều bệnh, đặc biệt là bệnh COVID-19. Vào cuộc xác minh, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện người lan truyền loại thuốc ma mị trên chính là thành viên của nhóm Trừ Quỷ Bảo Lộc. Đây là tổ chức bất hợp pháp lợi dụng tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, chữa bệnh, phản khoa học, đã bị Tòa Giám mục Đà Lạt ra thông cáo khẳng định đây không phải là tổ chức tôn giáo, đồng thời kêu gọi các tín hữu công giáo không được đến, không tham gia việc trừ quỷ và không lan truyền các clip của nhóm Trừ Quỷ Bảo Lộc. Trước đó, qua công tác đảm bảo an ninh mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện bà NTT, sinh năm 1969, trú tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, đăng tải trên trang Facebook cá nhân TAP. Bài viết có nội dung, nguồn nước thánh thiên này sẽ cứu chữa rất nhiều bệnh, đặc biệt là bệnh COVID-19 cho những ai có lòng tin và làm theo mọi điều Chúa chỉ dạy tại nơi có nguồn nước thánh thiên này. Kèm theo một hình ảnh hai chai nước. Theo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, đây là thông tin sai sự thật, không có căn cứ khoa học, không đúng theo quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19 của ngành y tế. Để làm rõ thông tin nước thánh thiên chữa bệnh COVID-19, Công an tỉnh Lâm Đồng đã mời bà NTT lên làm việc. Bà NTT trình bày nước thánh thiên có nguồn gốc từ nhóm tự xưng Trừ Quỷ Bảo Lộc, số 53/5, đường Hồ Tùng Mậu, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng sản xuất. Quá trình tham gia nhóm, bà T cùng các thành viên được những người đứng đầu nhóm này thuyết phục rằng qua việc cầu nguyện, chữa lành, uống nước thánh thiên thì có thể chữa khỏi COVID-19. Tin là sự thật, bà T đã đăng lại thông tin lên trang Facebook của mình. Được lực lượng chức năng giải thích các căn cứ khoa học để điều trị bệnh COVID-19, đồng thời chỉ rõ những hành vi vi phạm pháp luật của nhóm Trừ Quỷ Bảo Lộc, bà T đã hiểu, thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Trước vi phạm trên, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phạt hành chính người phụ nữ này 5 triệu đồng. Những năm gần đây, nhóm tự xưng Trừ Quỷ Bảo Lộc ở Lâm Đồng đã có những hành vi lợi dụng hoạt động tôn giáo để tuyên truyền mê tín dị đoan, chữa bệnh bằng các phương pháp phản khoa học, nhuộm sắc màu hoang đường, gây mất an ninh trật tự, khiến cho dư luận bức xúc. Nhiều nạn nhân của nhóm này tại các tỉnh thành đã có đơn tố cáo sự việc tới cơ quan công an. Đã nhiều lần, nhóm Trừ Quỷ Bảo Lộc bị cơ quan chức năng địa phương xử phạt vi phạm hành chính về các sai phạm. Gần đây nhất, ngày 17 tháng 9 năm 2021, Trần Vũ Lê Thanh Quảng, một trong những người đứng đầu nhóm Trừ Quỷ Bảo Lộc, sử dụng nhà riêng tại số 53/5 đường Hồ Tùng Mậu, thành phố Bảo Lộc, làm nơi chữa bệnh bất hợp pháp, đã bị Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc phạt hành chính 45 triệu đồng. Rất nhiều tin tức đáng chú ý khác trên kênh Tin Sét Đánh đang chờ đón quý vị trong các bản tin kế tiếp. Quý vị đừng rời kênh vì Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay với những tin tức được cập nhật.